Nè anh chị thấy không, Trần Anh dừng xe nè, gieo một phát tới bãi lộc cho Trần Anh nè. Xe Gencha 6 xe đình chuẩn 100% trước gia đình không dịch vụ nha, xe full đồ chơi rồi. Ngoài trời thì đang mưa rất là tầm tã luôn. Đấy, đây là trung tâm thành phố Bãi Lộc nha bà con cô bác. Nãy giờ Trần Anh cho hệ xe bàn xuống nè. Đêm hôm rồi, giờ 8 giờ rồi nè. Đó. Anh ơi cho xuống luôn đi anh. Đây bà con nè, thấy không? Đó, xe bàn giao xe cho bên Trường Anh đây. Đấy. Xe đẹp lắm, đỏ một đô. Lên, hạ lắm xài. Lên hả? Kéo lên. Rồi rồi, rồi đây em xíu. Em xin kết thúc clip ở đây nha. Tại vì trời ngoài Bãi Lộc đang mưa quá. Đó, Trường Anh nhận thêm mẫu xe 26 đẹp lắm đó, của chú anh chị ạ. Xe này mai Trường Anh review cho bà con cô bác nha. Rồi rồi, ok ok, em lên liền. Hello, em Trường Anh Auto xin gửi lời chào thân thương đến toàn thể tất cả cô chú anh chị nha. Báo giá về những bộ xe nè. Anh chị ạ, là nó đời 2001 của chị ấy cọp không? Xe đẹp xuất sắc luôn. Keo chỉ đi nguyên đồng thùng tôn mỏng dính nè. Nguyên bản ngoe là mâm sắc mâm rin luôn. Mâm sắc nguyên rin hết nha. La Nót đang để cho bên công nghệ xử lý 4.0 dọn nè. 70E04451 nha cô chú anh chị nha. Biểu tượng của Daegu. Con này máy 1.5 thôi bạn, ít mẫu xe gia đình 100% luôn. Xe lên toàn bộ là full ghế hết toàn bộ rồi. Bọc ghế mới hết toàn bộ, vô lăng tắp bi tắp lô liền lẹt. Sạch sẽ không? Mấy mẫu này bà con chạy thì cực kỳ sướng nè, chỉ nè. Đời 2001 và chỉ rin còn hết 100%, không mất phân nào. Máy khỏi bàn nha cô chú anh chị nha. Đây nè anh chị, cô chú anh chị chủ nhà vừa mới bọc ghế hết toàn bộ nè. Ghế bọc 5D hai màu rất là dễ thương. Con này kết hợp lên trần caro 5D nè. Đó đẹp không? Tay gối phía sau rin hết. Xe chất lắm. Tôn nó quan trọng, mình nhìn thùng mình nhìn tôn thôi nha cô chú anh chị nha. Đèn đi đâu là đèn rin hết. Rin hết từ anh né biểu tượng của La Nót. Xe bá cháy bò chết luôn. Để em dọn xong em sẽ báo giá chi tiết cho. Nè, tắp bi cửa đời 2001 của chị thấy đẹp không? Nỉ non nguyên bản luôn. Xanh rì nè, keo chỉ nó mất phân nào không? Chuẩn chưa? Đó, toàn là xe chiến bên Trường Anh Auto không? Rất là nhiều cô chú anh chị nói Trường Anh review con Mazda nè. Mazda bên Trường Anh vừa về nè. Dòng này sản xuất năm 1998 nha. Dòng này dòng nhập nha. Dòng này sẽ trang bị là ABS chống bó cứng phanh. Xe này chủ nhà đã lên full đồ chơi rồi. Bật cho em nó một quả màu bạc, form dáng đẹp nha cô chú anh chị. Lên màn hình Android, cam hành trình HD, camera D 323. Dòng này nó có hai phiên bản nha cô chú anh chị nha. Bản thường và bản nhập. Dòng này bản nhập nè. Bản nhập là mâm nè cô chú anh chị, mâm khác không? Mâm nè, vỏ nè, bốn cái vỏ mới 90%. Là nội thất tắp bi tắp lô đang để cho giòn hết nè. Anh chị coi cái lót sàn nè. Đó, lót sàn chủ nhà cũng vừa bọc lại lót sàn mới hết toàn bộ cho em nó, cho nên nhìn em nó rất là sạch sẽ nha cô chú anh chị nha. Từng phần tắp lô ghế nè cô chú anh chị coi phần ghế đẹp không? Đó, ghế cực kỳ là đẹp. Xe này thì không mua cô chú anh chị mua xe gì. Mazda đời 1998 thôi. Đây là trần nè. Con này kết hợp lên full trần 5D, tắp bi 5D hết toàn bộ nha cô chú anh chị nha. Bốn cánh chính điện. Xe này ngay chủ đứng y quyền luôn. Đây cô chú anh chị, dòng này có gương từ cụp từ mở nè, đầy đủ cái tính năng nè. Gương từ cụp từ mở, gương chính điện, bốn cánh chính điện, lóc kính, đầy đủ tính năng nha cô chú anh chị nha. Vô lăng nè, đi đôi cho em nó là vô lăng bốn chấu nè. Vô lăng bốn chấu sẽ trang bị túi khí. Bản thường vô lăng có ba chấu thôi nha cô chú anh chị nha. Và dòng này trang bị cho em nó là ABS luôn. Có ABS chống bó cứng phanh nha. Nè, lên màn hình Android hết nè. Củ số rin nguyên nè. Đó, camera dây HD, đầy đủ cái tính năng trên chiếc xe rồi. Cô chú anh chị thấy bên chợ anh dọn xe có đẹp không? Nè, chui vô nè. Chui vô ngồi nè. Đó. Bà con nghĩ đi, gỡ từng cái băng ghế ra. Từng cái băng ghế ra chè rửa cho cô chú anh chị thì cô chú anh chị thấy bên nhà anh xử lý có kỹ không? Đây nè, mấy cái này là gỡ ra hết nè. Hút bụi dưới sàn, tẩy bụi, đầy đủ tính năng cho cô chú anh chị rồi. Cục máy này chạy là siêu êm luôn. Máy Mazda 323 nha cô chú anh chị nha. Chất không? Quá chất. Cốp điện nè. Đó, bấm cái kịch kia là mở cốp điện rồi. Xe đẹp lắm, xe này lên kính đồ chơi rồi. Máy nổ không nghe tiếng động luôn. Cốp sau là phủ toàn bộ 5D hết toàn diện nè. Anh chị có vò tấm che bằng nhựa nè, rin chưa?
5 mâm rim theo xe luôn. Hàng nhập nha cô chú anh chị nha, nhập khẩu nguyên con đó. Phân bì dùm cho Trần Anh. Chắc không? Đẹp tuyệt vời. Đây là cục máy nè. Đó bà con coi cục máy mắt đe nè. Mắt đe 323 cục máy này là xài toàn bộ lỗ GFI nha. Máy nổ thì gì thầm vừa sơn luôn nha. Đây là anh chị, hai bên lường nè. Dòng này sẽ trang bị ABS nha cô chú anh chị. ABS nằm dưới đây nè. Có đầy đủ tính năng trên chiếc xe cho cô chú anh chị rồi. Giờ đây bà con lấy về chạy thôi. Bên em đang dọn xe nha. Dọn những mẫu xe đẹp và phục vụ cho bà con cô bác. Cái gì vậy? Bằng lái em đầy đủ. Con cô bác. Thôi bằng lái em đầy đủ mà anh. Bằng lái có thiếu gì đâu. Đây đây nè cô chú anh chị ạ. À, Trần Anh review thêm. Tiếp thêm mấy cái mẫu xe rẻ tiền cho bà con cô bác nè. Jolly nè. Jolly em này sản xuất năm 2004 đẹp không? Bận xe nó bộ áo màu bạc luôn. Đi đôi là Mitsubishi nha. Form dáng đẹp, chất sơn rin còn. 49A, 3 số 3, 57 đẹp không? 3, 3, 3, 5, 7, 3 con me, quá đẹp luôn. Mâm đúc, một mẫu xe 8 chỗ nha, 10-11 lít, trên 100 km. Úi giời ơi, chủ nhà đã chơi dán toàn bộ giả đá hết toàn bộ nè. Nhìn như một khối đá luôn nha cô chú anh chị. Đây nè, từ phần tắp lô nè cô chú anh chị coi nè. Dán toàn bộ giả đá hết toàn diện, ghế bọc 5D luôn. Xe này màn hình Android đầy đủ cái tính năng rồi. Cam hành trình HD luôn nha. Xe này cũng chả kém gì đâu, full hết đồ chơi rồi nè. Dán toàn bộ tắp bi, tắp lô hết rồi cô chú anh chị coi nè. Dán nè, bóng không? Dán giả đá bóng lừ luôn. Hai bên chiếc sân rin đây vẫn còn nha. Tem rin nè, đi đôi tem rin nè. Tem thường thường, tem bạc đây biết này, tem rin nha. Nè, bốn cánh cửa nè. Dán giả đá hết toàn diện. Phía trong nè, anh chị coi hai bên phần thân trụ phía sau nè. Dán toàn bộ là giả đá hết toàn diện. Chủ nhà chịu đầu tư gớm. Lên giả đá hết, lóc khóa mở cửa tự động từ xe luôn nha. Đây cô chú anh chị, lóc khóa mở cửa tự động từ xe nè. Xe này kính đồ chơi rồi. Nè, chủ nhà lại lên kính đồ chơi rồi. Nghe USB đầy đủ tính năng nè. Dọn xong em báo giá luôn. Chơi thêm một cái màn hình nữa nè. Cô chú anh chị nè, màn hình nè. Đầy đủ chưa? Rất là đầy đủ. Bên đây Trần Anh còn mẫu Genche nè. Em này lúc Trần Anh đi lấy về không biết cô chú anh chị có nhớ không? Genche đời 2010, xe đẹp nha. Đang đưa qua đây cho dọn luôn. 49A21591, xe cực cọp. Con này bên Trần Anh bán giá 165. Bớt xuống cho cô chú đẹp bên Trần Anh ô tô rồi. Xe quá cọp đi mà. À, con này lúc trời mưa Trần Anh đi lấy về á, cô chú anh chị coi đang dọn. Xe này không có gì phải bàn cãi. Tắp lô, tắp bi, nội thất ghế mới tinh. Mới cực kỳ là mới luôn nha cô chú anh chị nha. Đẹp không? Quá đẹp luôn. Chất nụi. Đây nè bà con. Đây là phần ghế phía trong nè. Sạch sẽ không? Đó, cực kỳ là sạch sẽ nha cô chú anh chị nha. Bọc toàn bộ ghế mới cho em nó rồi. Tay gối phía sau mà đẹp nè, chân nè. Chân rin hết từ A đến lá. Màn hình camera gear đầy đủ tính năng nè. Đó, lấy về là chạy thôi. Đó, anh chị đam mê mẫu này alo cho em. Một chiếc xe 2010 ngay xe gia đình ta đang sử dụng thì tìm đâu ra được chiếc xe này. Một mẫu Genche thì máy đâu đó 1.6 thì 7 lít trên 100 km thôi. Xe đẹp lắm cô chú anh chị ạ. À, từ cái phần vô lăng nè, bà con coi phần vô lăng mới như thế này, cụ số đi test chuẩn quá mà. Nè, cửa nè. Cửa đóng chắc ở đó đó. Ok chưa? Bốn cánh cửa tắp bi đẹp lắm. Máy khỏi suy nghĩ đi. Đó, đang để cho dọn toàn bộ nha cô chú anh chị nha. Bà con nào đam mê mẫu nào thì alo cho Trần Anh ô tô. Nhiều xe. Mùa Covid tới nhưng mà Trần Anh vẫn phải cập nhật rất là nhiều xe về để phục vụ cho các cô chú anh chị. Có cái che nắng che mưa. Đây là phần ghế của con Mazda nè. Anh chị thấy bên Trần Anh xử lý không? Cu, anh hỏi kìa. Ví dụ như mấy cái này hết không? Hết cho anh. Mấy cái vàng vàng nè. Em xử lý hết. Hết không? Dạ hết cho anh. Dạ hả? Đó, cô chú anh chị ghế Mazda nè, gỡ ra nè. Gỡ ra để chà rửa cho bà con cô bác luôn. Đây là phần này, phần móc. Đây nè, anh chị coi phần móc nè, phần móc của ghế nè. Để cho thằng cô em nó xử lý cho. Anh chị thấy ố vàng không? Ố vàng nó móc nó lên đen. Tại sao có những cô chú anh chị nói chừng anh là xe cái ghế nó bị ố quá, có biết xử lý được không? Thì hôm nay xử lý cho bà con coi nè. Đây nè, rồi cô chú anh chị coi. Coi nè. Đó, bà con coi nha. Rồi che cho đó đi, rồi lau 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 cái chỗ đó cho anh coi.
Đây nè cô chú anh chị. Đây là xử lý. Đây nè, cái này đã xử lý rồi, cái này chưa xử lý nè. Hai cái khác nhau không? Nè, mới không? Đấy. Mới tài khoản. Mới tin. Một lần nữa chúng anh xin kết thúc channel tại đây. Đăng ký kênh ủng hộ cho Sài Gòn Ô Tô Đà Lạt Lâm Đồng nhé. Em xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở chương trình tiếp theo.